Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đình Đang Official. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học nốt về các cái luật trong ASD trong tiếng Anh. Và những cái luật này rất là quan trọng và các bạn nhớ là gì ạ? Những cái luật mà chúng ta đã được học chúng ta hãy ghi xuống và chúng ta hãy áp dụng nó trong tất cả các bài đọc. Các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá. Và áp dụng trong bất kỳ một cái bài đọc nào chúng ta phải áp dụng nó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai cái luật, đó là luật reduce sound, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một luật gọi là reduce sound và luật release and unrelease, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi cái luật release và unrelease trước, đúng không ạ? Release và unrelease tức là nghĩa là như thế nào? Ở trong tiếng Việt thì nó nghĩa là gì ạ? Luật chúng ta có quyền ngắt hoặc là nhả một âm ra, đúng chưa? Ngắt hoặc nhả một âm, đó, tôi gọi là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng gì? Chẳng hạn như là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ như này, thế nào gọi là nhả âm thì các bạn khi mà các bạn đọc á, một cái ending sound thì các bạn nhả âm ra, ending sound ra, đúng không ạ? Thì gọi là nhả âm. Chẳng hạn tôi đọc cho các bạn cái từ này là đọc là stock, stock, đúng không ạ? Thì cái cây ở cuối thì gọi là âm, giờ chúng ta đang nhả ending sound ra. Hay là thế này, tôi đọc là stop, stop, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đang nhả cái ending sound ra. Hay là thế này nữa nào, spark, spark, spot and speak. Đó, thì âm thi, âm chi, âm cây ở đây đều được nhả âm ending sound ra thì được gọi là luật là chúng ta nhả âm, đúng không ạ? Còn khi mà diện chúng ta ngắt cái âm thì như thế nào? Chúng ta nhớ nhá, ngắt âm nhá. Chúng ta sẽ đọc là stop, stop. Đó, đang ngắt âm cây, đang không có bật âm cây ở cuối nữa. Hay là thế này, stop, stop. Đấy, đang ngắt âm thi luôn, đúng không ạ? Hay là thế này này, spot, spot. Đó, hay là spot, spot, spot là âm chi cũng được ngắt. And speak, speak, các bạn đang ngắt cái âm cây đi. Thì rất là nhiều người nói là gì ạ? Rất là nhiều người nói là tất cả cái ending sound nó phải nhả cái âm ra. Thì đang phải nói luôn đó gì ạ? Các anh chị nói đúng nhưng mà chưa đủ. Đúng nhưng mà chưa đủ, đúng không ạ? Tại sao lại là đúng mà chưa đủ? Bởi vì như sau anh chị nhá, nếu mà nói tất cả cái ending sound bắt buộc phải nhả âm ra để cho đọc rõ ra được ấy, thì là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng cái câu ví dụ ở trên bảng như sau, anh chị thấy là gì ạ? I, đúng không ạ? Nếu mà nhả ra tất cả ending sound, ta sẽ đọc như nào? Các bạn sẽ đọc là gì ạ? I want a cup of coffee, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là nó đi khựng lại và nó không thể đọc đáo, đọc một cách dễ dàng được, đúng không? Tôi đọc lại này. Nếu mà ending sound phải nhả ra nhá. I want a cup of coffee. Rất là mệt, đúng không ạ? Và khi như vậy thì chúng ta thấy rằng nó đúng nhưng mà nó chưa đủ đâu. Bởi vì có những cái âm ending sound mà chúng ta có quyền ngắt ra đi bằng nghĩa nó không thay đổi, được chưa? Chẳng hạn như này, khi mà anh chị đọc là stop, stop, thì chắc chắn anh chị cũng sẽ, anh chị sẽ ghi được xuống và có âm cây. Hay là chữ stop, stop, anh chị cũng nghe và anh chị sẽ ghi được xuống là thi, đúng không ạ? Mặc dù nó không có bật hơi ra. Giống như là gì ạ? Cái chữ mít ở trong tiếng Việt đấy anh chị. Cái từ mít ở trong tiếng Việt đấy, chúng ta nói từ mít trong tiếng Việt nhá. Thì mít ở trong tiếng Việt là khi chúng ta đọc xong từ mít thì cái âm tờ nó để đúng cái vị trí mà chuẩn bị nó phát âm tờ ra. Được chưa nhỉ? Mít. Đó, nhưng mà nó không cần phải bật ra, nhưng tôi biết là chúng ta vẫn phải viết cái âm chi xuống, âm tờ xuống, đúng không ạ? Thì như vậy là gì ạ? Chúng ta có quyền ngắt những cái âm mà nghĩa của nó không đổi, PTK, được chưa? Thì câu này chúng ta mới đọc được là gì ạ? I want a cup of coffee. I want a cup of coffee, đúng không ạ? Chúng ta mới đọc nó trôi chảy được, chúng ta không bị khựng lại, thì chúng ta có quyền sử dụng cái luật ngắt ở đây. Ok chưa? Nhớ nhá. Và một cái luật nữa trong này cũng rất là quan trọng, đó là luật số 7, reduce sound. Reduce sound tức là gì ạ? Reduce sound tức là chúng ta giảm tất cả những ending sound đi. Tất cả những cái ending sound chúng ta đều bị giảm âm nhá. Các bạn ghi xuống, tất cả những ending sound đều bị giảm âm. Rất tuyệt vời. Và chúng ta thấy này, chữ này nhiều người đọc là bob, bob, tức là sợ cái âm đi này người ta không nghe thấy đâu, thì các bạn bật rất là mạnh, đúng không ạ? Nhưng nó không có đúng, nó đọc nhẹ nhàng đi, đọc giảm đi, bob, bob, được chưa? Hay cái này thế này, nhiều người đọc là top, đúng không ạ? Chúng ta bật cái này sao mà chúng ta có quyền gấp pin này nó nhẹ đi thôi, top, top, đúng không ạ? Hay là cái này này, cái chữ này mà nếu như chúng ta thì chúng ta đọc là chúng ta sợ bị thiếu cái ending sound âm vi, chúng ta đọc rõ quá, đọc là drive, drive, thì gì ạ? Nó chuyển thành cái chữ bên này, đúng không ạ? Nó chuyển thành một cái danh từ là người lái xe, chứ nó không còn là một cái động từ nữa. Đó thì cái ending sound nó phải giảm âm đi. Các bạn nhớ nhá, các ending sound bắt buộc phải giảm âm. Thì đấy là gì ạ? Đấy là một cái luật số 7. Chúng ta cần phải áp dụng cái điều đó vào để chúng ta đọc chính xác giống như một người Mỹ. Và các bạn hãy nhớ rằng gì ạ? Tất cả những cái luật này cần phải được áp dụng trong
các cái bài đọc của chúng ta để chúng ta có thể diện nói giống như là cách mà người Mỹ nói. Và các bạn hãy diện, hãy áp dụng tất cả những cái bộ âm 44 âm trong ASD và theo đúng cái lộ trình của chúng ta đã được dạy, chúng ta áp dụng nó và cộng với cái việc là diện morphology, tức là các hình thái kết hợp với âm, những cái luật mà chúng ta được học để chúng ta có thể đọc được bất kỳ một cái từ nào mà chúng ta muốn. Và một cái điều nữa đang rất là mong muốn các bạn có thể làm được cái điều này, đó là làm tất cả những cái âm 44 âm trong ASD, các cái luật ASD trong một cái tờ A4, hay viết nó trong một cái tờ A4. Có thể các bạn hãy sử dụng cái bản đồ gọi là mind map, được chưa? Sơ đồ tư duy để chúng ta làm cái điều đấy, thì tôi tin chắc rằng các bạn bất kỳ một từ nào các bạn nhìn thấy các bạn cũng sẽ đọc được. Nhớ nhá, hãy làm cái đấy được không nào? Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thấy rằng cái video này nó có ích, và đây chính là cái video cuối cùng trong 44 âm cho học ASD rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sau. Và nếu như các bạn mong muốn được nhận những cái video mới nhất thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe này, ủng hộ kênh của Đang để giúp Đang có thể phổ cập tiếng Anh cho người Việt Nam. Và đồng thời nữa các bạn có thể share cái video này cho nhiều người học hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Bye.